con nghẹn lòng giật mình tâm nhân. Thôi rồi cách biệt âm dương, thôi rồi dịch biệt tình thương trọn đời. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang tề tụ nơi đây để tiễn đưa cụ bà Nguyễn Trần Thị Hường, và chỉ còn khoảnh khắc nữa thôi thì thể xác của bà sẽ được táng an nơi phần mộ. Trong giờ phút đưa tiễn sau cùng này, dịch vụ mai táng tại phòng Ba Còn xin phép được tiến hành chương trình tang lễ tiễn biệt hương linh. Thưa quý vị, chúng ta đang sống nơi chốn hồng trần mênh mông vô tận. Ở đó sinh lão bệnh tử vốn là quy luật muôn đời của tạo hóa. Người người trong chúng ta rồi cũng đến lúc phải từ bỏ cõi trần ai trở về với cát bụi. Nhà nhà trong chúng ta rồi cũng đến lúc phải trải qua cảnh tan tóc đau thương, đưa tiễn người thân về cõi vĩnh hằng. Chính vì vậy, dịch vụ mai táng tại hòn Ba Còn chúng tôi đến đây với mong muốn được san sẻ phần nào những khó khăn bối rối của gia đình trong lúc tan gia. Trong quá trình phục vụ tang lễ với tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc, tuy nhiên không thể tránh được những điều thiếu sót, mong quý vị niệm tình bỏ qua. Và trong lúc này đây, trước nỗi đau thương mất mát của gia đình, cho phép chúng tôi gửi đến toàn thể tang quyến lòng thành kính phân ưu cùng lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau khi chúng tôi xin phép được đọc yếu văn đưa tiễn hương hồn. Kính thưa hương hồn cụ bà Nguyễn Trần Thị Hường, thưa quý thân bằng quyến thuộc cùng tang quyến, trong thời khắc đau thương này chúng ta cùng ngược dòng thời gian trở về 89 năm trước. Trên quê hương Vĩnh Thuận, Kiên Giang, bà Nguyễn Trần Thị Hường đã chào đời trong vòng tay thân tình dòng tộc. Sinh ra trong thời loạn lạc, lớn lên trong cảnh gian nan, tuổi thơ của bà không có điều kiện học hành để nên danh nên nghiệp, chỉ cùng với gia đình buôn chạy làm ăn. Đến tuổi trưởng thành, bà lập gia đình cùng ông Ngô Thành Sơn. Sau thời gian chung sống, ông và bà đã có với nhau 9 người con. Nhớ khi tôi cốt làm ăn, con lo nghèo khó, các con thơ dạy thiếu trước cuộc sau. Tấm thân gầy đã tần tạo sớm hôm, dạy dầu mưa nắng, vì đàn con đâu quản nhọc nhằn. Thế rồi cũng qua thời gian khổ, toàn gia đình chung hưởng quãng đời vui. Giờ đây các con đều đã lớn khôn, đều thành gia lập thất, cháu đông con đàn. Những tưởng bà có thể sống lâu hơn nữa để an hưởng niềm vui buổi xế chiều, cũng như để các con các cháu có dịp đền đáp công sinh thành dưỡng dục, bù đắp những gian chân vất vả mà một đời bà đã trải qua. Nhưng hỡi ôi, trăm năm cổ thụ trên ngàn, đời người trăm tuổi dễ dàng có đâu. Đến tuổi hưu nhàn, bà riêng mang trọng bệnh,
mặc dù chạy thuốc thầy bốn phương tám hương, bương bả cầu mời, gia quyến một lòng sốt sắng, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo, lại cùng tuổi cao sức yếu, bà đã không thể vượt qua. Bà đã trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt tất cả chúng ta vào hồi 15 giờ 45 phút ngày 29 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày 18 tháng 4 năm Tân Sửu, hưởng thọ 89 tuổi. Dù biết rằng sinh tử tự quy, sống ở thác về, nhưng sự ra đi mãi mãi này để lại nơi gia đàn những nỗi niềm xót đau vô hạn. Rồi đây các con sẽ mãi mãi chẳng còn được trông thấy hình dáng của người mẹ kính yêu suốt một đời tần tảo. Các cháu sẽ chẳng bao giờ còn được sự dạy bảo ân cần triều mến của người bà. Thưa tan gia cùng hiếu quyên, tử biệt sinh ly là một nỗi đau không gì sánh được, đâu cũng là số phận đành thôi. Chỉ mong gia đình hãy cố nén đau thương, gạt nước mắt để hương hồn ra đi được nhẹ nhàng thanh thản. Mời tất cả chúng ta cùng đứng lên. 89 năm một kiếp người khép lại, chúng ta cùng cúi đầu đưa tiễn hương linh. Mời an toàn. Thưa quý vị, tiếp sau đây là phần lễ nguyện hương và viếng linh cữu. Để nghi lễ diễn ra thêm phần trang trọng và đầy đủ ý nghĩa, chúng tôi xin phép được sắp xếp lần lượt từng thành phần bước lên nguyện hương và viếng linh cữu. Vì vậy mong quý vị chú ý, khi chúng tôi mời đến thành phần nào, nếu có mặt trong tang lễ, mời quý vị cùng nhấn chút thời gian bước về phía trước án tiền, dâng nén hương tiễn đưa và nguyện cầu cho hương linh sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Kính thưa quý vị, anh chị em nào phải người xa, cùng chung máu mủ ruột rà tình thân. Ngày nào chị ngã em nâng, giờ đây ly biệt rưng rưng lệ sầu. Trong giây phút đưa tiễn cuối cùng này, chúng tôi xin được mời phần nguyện hương của anh chị em. Trước tiên xin được mời anh chị em ruột của cụ bà, nếu có mặt trong tang lễ lúc này, mời cùng bước về phía trước dâng nén hương tiễn đưa lần cuối cùng. Mời nguyện hương. Lâm sàng hối hương nghiêng, khó mắt cay cay ngấn lệ tràn, sinh thời trọn vẹn tình thủ túc, mong người chính xuôi sớm siêu thanh. Và lúc này cũng xin phép được mời anh chị em bên chồng, cũng như anh chị em họ, tức là anh chị em cô cậu chú bác bạn gì với cụ bà, nếu hiện diện trong tang lễ, mời cùng bước về phía trước thắp nén hương tiễn đưa lần cuối cùng. Người đã xa rồi
ta thật xa. Ngày nay hương khói chốn quê nhà, thân bằng quyến thuộc về đông đủ. Một lần tiễn biệt mày chia xa. Thưa quý vị, hơn 80 năm trong kiếp con người, cụ bà luôn giữ gìn sự hiếu thuận với gia đình dòng tộc, tính trên nhường dưới. Nay vì mạng số mà bà đã mãi mãi ra đi, và trong giờ phút này xin phép được mời phần nguyện hương của các cháu được gọi bằng cô, bằng dì, bằng bà cô, bà dì, cũng như các cháu bên chồng của bà nếu hiện diện trong tang lễ, mời bước về phía trước án thiền thắp nén hương nguyện cầu cho hương linh sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Dung màu này từ nay vắng vẻ, âm dương đôi ngả cách biệt ngàn đời. Nắng đỏ hương thơm trà thơm rộ lạc, nguyện hương hồn sớm được siêu thăng. Nén hương lòng xin gửi lại nơi đây, cùng ngọn nến trong giờ tưởng nhớ. Năm sau, sau và những năm sau nữa, mất mát này trăng trở mày không thôi. Vừa rồi là phần nguyện hương của thân bằng quyến thuộc gần xa. Sau đây là phần nguyện hương của gia đình tan quyến. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả thân dày cha che chở đời con. Có một thứ tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cõi đời này không gì thay thế được, đó là tình cha nghĩa mẹ. Còn cha mẹ còn trời cao xanh mát, mất đi rồi sơ sát đời con. Lực vô thường đã mãi mãi cướp đi từ nay người mẹ, người bà của tan quyến. Và chỉ còn khoảnh khắc cuối cùng này, chúng tôi xin được mời lần lượt những người con cháu ruột của bà sẽ bước lên dâng hương đưa tiễn. Phần này chúng tôi xin phép được mời chung. Khi chúng tôi mời đến gia đình nào thì cả vợ chồng cùng các con cháu chúng ta cùng tiến về phía trước án tiền, dâng nén hương tiễn đưa và quỳ lại hai lại để báo đáp trọng ân. Trước tiên chúng tôi xin được mời gia đình cô Hai Nhọc cùng tiến về phía trước án tiền dâng nén tâm hương. Và vì hoàn cảnh đặc biệt nên gia đình cô không có mặt trong tang lễ giờ này, chúng tôi tiếp xin mời tiếp sau đây gia đình cô Ba Cảnh cùng tiến về phía trước thắp nén hương đưa tiễn mẹ bà của mình lần sau cùng. Mời nguyện hương. Mới ngày nào mẹ nhỏ con khuyên bảo, nay chỉ còn di ảnh mà thôi. Dung trần con
mất mẹ, mất cả một trời yêu thương. Xin được về tiếp sau đây gia đình cô Hương tươi, cùng tiếng người phía trước dâng nén âm hương tiễn đưa. Mời nguyện hương. Một đời mẹ đầm phong xương, đắng cay cam chịu ngọt bùi nhường con. Công ơn báo đáp chưa tròn, mà nay mẹ đã đâu còn mẹ ơi. Mẹ nằm đó xác thân im lặng, con nghẹn lòng dâng lên tâm hương. Thôi rồi cách biệt tâm hương, thôi rồi dịch biệt tình thương trọn đời. Chúng tôi xin được mời bước sau đây gia đình chị Thanh Thắm cùng tiến về phía trước. Tiếp sau đây xin phép được mời gia đình anh Sáu Tâm cùng tiến về phía trước án tiền, thắp nén hương đưa tiền mẹ bà của mình lần cuối cùng. Mẹ đi về với mây trời, bỏ con ở lại giữa đời tiếc thương. Từ nay cách biệt âm dương, lệ rơi nhỏ nhạt hối hương tạ từ. Mời gia đình anh Bảy Thành cùng tiến về phía trước dâng nén tâm hương đưa tiền. Mẹ gì cõi vô tình lặng, cô sầu thay đầu trắng khăn tan. Cháu con quỳ lại hàng hàng, khói hương nghi ngút lòng càng tái tê. Xin được mời bước sau đây gia đình anh Tám Tình cùng tiến về phía trước án tiền đưa tiền mẹ bà của mình lần cuối cùng. Đến phút cuối mãi còn lưu luyến, con thành tâm cầu nguyện Phật trời, hồn về cực lạc thành thân. Mẹ ơi yên nghỉ ở nơi thiên đường.
Và sau cùng xin được mời gia đình anh Út Trọng cùng bước về phía trước thắp nén hương lần sau cùng. Ngày hai buổi sớm chiều ra đứng ngóng, mắt mòn mỏi chờ con bên cánh dòng, dòng tay yêu dang rộng ấm tình người. Và kính thưa quý vị, trong buổi tang lễ hôm nay, dịch vụ mai táng trại Vòm Ba Còn đến đây để tiễn đưa hương linh, và trong giờ phút này cũng xin được bước về phía trước thắp nén tâm hương nguyện cầu cho hương linh sớm được siêu thoát. Mời các anh em đến từ dịch vụ mai táng trại Vòm Ba Còn, chúng ta cùng bước về phía trước dâng hương đưa tiễn. Dạ ghế cũng được đó, dành ghế đây rồi, rồi đứng lại. Dạ ghế đây rồi đứng lại. Mời nguyện hương. Người đã về nơi cõi đỉnh hằng, cuộc đời khổ ải trót dương mang, giờ đây gửi lại nơi trần thế, tìm kiếm niềm vui chốn xuôi. Đời 89 năm giờ khép lại, xác thân xả bỏ lại trần gian, thân than đất Phật áo vàng, đón sen bừng nở nhẹ nhàng thiêu. Và xin được mời đại diện gia đình có đôi lời phát biểu cảm tạ. Cũng kính thưa quý các chính quyền địa phương, kính thưa quý quan khách và kính thưa quý thân bằng quý thuộc, kính thưa quý vị, xin ly tưởng niệm đó là một cái quy luật sinh tồn của xã hội, thì mỗi con người chúng ta ai cũng có một ngày để về với tổ tiên, về với cội nguồn. Trong 3 ngày gia đình chúng tôi có tổ chức lễ tang cho bà mẹ chúng tôi, thì trong 3 ngày đó, mặc dù gia đình chúng tôi cũng rất là tổ chức rất là nồng nhiệt, nhưng mà bên cạnh đó cũng có phần thiếu sót. Do đó mà ngày hôm nay trước khi đưa tiễn linh cữu của bà mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, thì gia đình chúng tôi cũng không biết nói gì hơn. Xin chân thành cảm tạ quý quan khách đã không ngại đường xá xa xôi đến đây để vào phút thiêng liêng nhất để đưa tiễn linh cữu bà mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin một lần nữa xin thay mặt gia đình chân thành cảm ơn quý ông bà cụ bác. Quý vị, vừa rồi là chương trình tang lễ tiễn biệt hương linh do dịch vụ mai táng trại Vòm Ba Còn thực hiện. Sau đây mời gia đình tăng quyến lưu về bên trong lo hậu sự, nhường lại không gian để đội đạo tỳ làm lễ động quan và di quan phò linh cụ tán an nơi phần mộ.